đán Quý Mão 2023, nhiều doanh nghiệp sẽ bắt tay ngay cho những kế hoạch sản xuất, kinh doanh đầu tiên trong năm mới. Ghi nhận tại một số doanh nghiệp tại Hà Nội. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ gia dụng với hơn 600 sản phẩm có mặt tại 4.000 điểm bán trên toàn quốc, từ các hệ thống bán lẻ, siêu thị uy tín cho tới các sàn thương mại điện tử lớn, doanh nghiệp này cho biết 2022 là một năm với nhiều khó khăn thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm những thị trường mới tiềm năng, đẩy mạnh đầu tư, mua sắm trang thiết bị hiện đại, đồng thời tích cực đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách hàng. Thì Innogy đã có những kết quả rất là khả quan trong năm 2022, tăng trưởng trên 40%. Cùng với đó thì Innogy liên tục duy trì được cái sự hiện diện sản phẩm của mình ở rất là nhiều điểm bán trên toàn quốc. Và với 600 mặt hàng Innogy đang kinh doanh, thực sự đã được chiếm được cảm tình của rất là nhiều người tiêu dùng trên khắp Việt Nam. Không chỉ ở Việt Nam mà hiện tại Innogy đã liên tục trong đợt cuối năm 2022 vừa xong thì Innogy đã liên tục xuất khẩu đi một số nước trên thế giới. Trong năm 2023, doanh nghiệp tiếp tục đặt mục tiêu đầy tham vọng với mức tăng trưởng trên 40% và định hướng phát triển sản phẩm ra thị trường quốc tế. Thì việc Innogy sẽ đẩy mạnh cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và sẽ liên tục tiếp cận những thị trường khó tính hơn, từ châu Âu đến châu Mỹ, để một lần nữa khẳng định cái giá trị thương hiệu cũng như là một lần nữa để thể hiện cái tinh thần mang chuông đi đánh sứ người của Innogy trong năm 2023. Trong ngày đi làm chính thức đầu tiên sau kỳ nghỉ dài, mùng 6 Tết, sau buổi gặp mặt đầu xuân, toàn bộ cán bộ nhân viên của Tân Phú đã nhanh chóng trở lại bắt tay vào làm việc với thái độ nghiêm túc, đặt ra nhiều kế hoạch để cùng đón chờ một năm mới phía trước hứa hẹn nhiều thành công hơn năm cũ. Chúng tôi đã quay trở lại làm việc với một tinh thần rất là quyết tâm và đã triển khai công việc bán hàng ngay từ những ngày trước cả những ngày mà đi làm việc trở lại rồi. Nên là vì thế nên là cái ngày hôm nay là ngày mà chúng tôi đã rà soát lại những công việc cũ và triển khai những kế hoạch của năm mới để thực hiện những cái kế hoạch tổng của công ty đặt ra trong năm 2023. Để góp phần để đạt được cái mục tiêu mà doanh nghiệp đã đề ra thì bản thân tôi cũng không ngừng cố gắng mỗi ngày để luôn quyết tâm cao độ để đạt được cái mục tiêu như là KPI mà ban lãnh đạo đã đề ra từ đầu năm. Ngoài ra thì bản thân tôi cũng không ngừng cố gắng để trau dồi cái kiến thức cho bản thân mình như là từ kỹ năng mềm hay là kỹ năng xã hội để có thể là tạo được mối quan hệ xã hội rộng hơn để góp phần đáp ứng được cái nhu cầu công việc của mình. Trên thực tế, nhiều người lao động, nhiều doanh nghiệp luôn tâm niệm rằng những kỳ nghỉ lễ Tết như chạm dừng để nạp thêm sự quyết tâm, cố gắng giúp tập thể và từng cá nhân đạt được mục tiêu đã đặt ra để tiếp tục những chuyến xe mới, mục tiêu mới.